Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang giao Ban An toàn thực phẩm thành phố lập đề án chi tiết về quy chế, cơ chế hoạt động của Sở An toàn thực phẩm. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm được Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra từ lâu nhưng đến nay mới được xem xét để hiện thực hóa. Đây không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh đề xuất này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên rất cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình với Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa bà, thì Ban An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án chi tiết về quy chế cũng như là cơ chế hoạt động của Sở An toàn thực phẩm theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì bà có ý kiến như thế nào về chủ trương thành lập Sở An toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Tôi cho rằng là cái chủ trương thành lập Sở An toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh là một cái chủ trương rất đúng và là rất cần thiết, bởi vì trong mấy năm vừa qua thì đây là cái mô hình thí điểm của Ban An toàn vệ sinh thực phẩm. Thì như vậy đó là nếu bây giờ chúng ta coi như đây là chúng ta thí điểm trước đây để là thành lập lên cái sở, thì nếu mà trường hợp bây giờ là có chính quyền đã quyết định và coi như đồng ý thành lập lên cái sở, thì tôi cho rằng đây là rất đúng và rất cần thiết phải nhanh chóng để thực hiện cái vấn đề này. Tại sao? Tại vì trong suốt cái quá trình vừa qua thì những cái đơn vị là hàng chế biến thực phẩm của chúng tôi là cái người gắn bó nhiều nhất với cái Ban An toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố. Thì trong suốt cái quá trình mà chúng tôi đã trải qua những cái lúc mà chưa có cái ban này và bây giờ chúng tôi cũng đã trải qua cái thời gian là có cái ban này rồi, thì chúng tôi thấy cái ban này là hoạt động hết sức hiệu quả. Khi mà có cái ban này có nghĩa là gì? Tức là các cái chi cục như chi cục kiểm dịch, chi cục thực vật và các cái chi cục khác thì họ có một cái đầu mối gọi là chỉ đạo, thì như vậy rất là sát sao và nó tránh được cái chuyện phân tán, tránh được cái chuyện làm mất cái thời gian của doanh nghiệp. Thì khi thống nhất một cái đầu mối như vậy, ở dưới có các cái chi cục trực thuộc ban, thì và cái cách của ban khi họ tiếp nhận và lĩnh hội các cái vấn đề về cái an toàn vệ sinh thực phẩm, về khi họ muốn đưa ra một cái đề xuất nào hoặc là đưa ra một cái biện pháp, một cái chính sách nào trong cái thời gian cho doanh nghiệp, thì như vậy là họ rất sát và như vậy là hỗ trợ được rất nhiều cho doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là tới giờ này mình mới đồng ý đưa cái ban lên sở thì tôi nghĩ cũng là hơi chậm, hơi kéo dài thời gian, chứ còn tôi thấy mô hình này là hoạt động thí điểm nhưng mà rất hiệu quả. Như vậy thì để Sở An toàn thực phẩm hoạt động có hiệu quả trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm với người dân cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, thì bà nghĩ là sở cần được tổ chức cơ chế hoạt động như thế nào để hiệu quả? Tôi nghĩ rằng là cái cơ chế hoạt động đó sở đã có sẵn hết rồi. Và họ bây giờ đó đổi từ ban qua sở để cho cái tính pháp lý cao và thống nhất các cái đầu mối chỉ đạo cho tốt. Chứ còn cái cơ chế hoạt động của họ thì từ xưa giờ họ đã vận hành gần như là một cái sở rồi. Cho nên chúng ta thấy là cái hình thức đó cũng chả cần phải thay đổi nhiều. Mà vấn đề là ở đây nãy giờ tôi muốn nói là tính pháp lý. Thì nếu mà chúng ta ra cái quyết định về cái sở sớm thì cái tính pháp lý cao và cái vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp thì nó cũng tốt hơn. Yeah. Vâng. Vậy thì không biết là hiện nay trong cái việc thực hiện các cái quy định về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thì các cái doanh nghiệp trong hội thì có gặp phải những cái vướng mắc gì hay không ạ? Chúng tôi thì không có vướng mắc, mà ngược lại là chúng tôi còn được cái sự hỗ trợ hết sức tích cực của Ban An toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như ngoài những cái vấn đề mà trong nước tại chỗ khi có vấn đề gì thì chúng tôi đều luôn luôn có cái sự có mặt của ban. Có mặt không phải để họ phạt hay họ kiểm tra, mà có mặt là để họ lắng nghe và tháo gỡ cho từng vấn đề. Và đặc biệt trong suốt thời gian qua cũng có những cái trường hợp khi cái hàng lương thực thực phẩm xuất đi ra quốc tế có những cái vấn đề do cái thay đổi quy định của quốc tế về cái việc bổ sung màu phẩm, hóa chất v.v. thì khi xảy ra những cái trường hợp đó thì chúng tôi đều được Ban An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp cận ngay với hội và ngay với doanh nghiệp để mà
cùng ngồi lại xem xét, tháo gỡ và hỗ trợ. Cho nên tất cả những cái đó thì gần như là các cái doanh nghiệp của ngành này gắn liền với lại cái ban an toàn vệ sinh thực phẩm. Dạ. Còn về cái chính sách kiểm tra, về các cái đăng ký thì vừa rồi thì trong những năm gần đây đó, cái thủ tục đăng ký cho cái sản phẩm chất lượng hàng hóa thông qua chỗ ban an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào hết. Là vì sao? Bởi vừa rồi thì có cái nghị định của nhà nước về cải tiến các thủ tục, thì ban an toàn vệ sinh thực phẩm đều chấp hành và đều làm rất là nhanh chóng. Cho nên trong nhiều năm về trước á, thì cũng có doanh nghiệp là coi như là nói mỗi lần đăng ký đâu lâu, còn bây giờ cải cách thủ tục hành chính rồi, cái đăng ký không hề có vướng mắc gì hết. Trước đây tôi được biết là nhiều doanh nghiệp cũng hay phản ánh là cái vấn đề về quản lý vệ sinh an toàn phẩm thì bị chi phối bởi rất là nhiều cái cơ quan ban ngành, ví dụ như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, rồi Bộ Y tế v.v. thì gây rất là nhiều cái phiền hà cho doanh nghiệp. Thì không biết là vấn đề này hiện nay thì đã được tháo gỡ như thế nào? Cái này là sau cái cải cách hành chính và sau cái nghị định 15 của chính phủ, tức là các doanh nghiệp gần như đã được tháo gỡ cái vấn đề này. Tháo gỡ đây là gì? Tức là hồi trước chúng ta là tiền kiểm, bây giờ là hậu kiểm theo cái nghị định. Thì như vậy là các doanh nghiệp, ví dụ như tôi nói, khi sản xuất ra cái sản phẩm thì tự công bố chất lượng của mình và tự đăng ký. Sau đó sẽ có cái kiểm tra. Anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của anh. Thì tất cả là ngày trước chúng ta là ngược lại. Cho nên bây giờ cái thủ tục hành chính này đã được tháo gỡ. Và cứ như vậy trong nhiều năm qua khi áp dụng thì coi như hiếm có trường hợp nào mà bị trở ngại hay là bị phản tác dụng lại để mà khi áp dụng nghị định này. Vậy thì bà có kỳ vọng gì khi mà Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp được từ ban an toàn thực phẩm lên sở an toàn thực phẩm ạ? Thì chúng tôi như nãy giờ chúng tôi nói thì mọi cái thủ tục của ban an toàn vệ sinh thực phẩm đều phối hợp với doanh nghiệp rất tốt. Nhưng mà nếu trong trường hợp phải là danh chánh ngôn thuận, danh chánh ngôn thuận thì cái pháp lý của một cái sở an toàn vệ sinh thực phẩm thì họ sẽ có đủ các cái cơ chế và từ đó thì họ sẽ ban hành những cái về những cái văn bản, những cái điều hành của họ nó sẽ phù hợp hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng là với cái sự thay đổi nhanh chóng của các cái tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng an toàn của quốc tế và ngay cả như trong nước của chúng ta đang tiến tới, thì như vậy là cái sự ra đời của sở an toàn vệ sinh thực phẩm thì tôi kỳ vọng rằng là sẽ có nhiều cái mới, nhiều cái áp dụng tốt hơn cho doanh nghiệp. Thì như vậy là nó cũng sẽ nhanh chóng được thực hiện các cái văn bản quy phạm pháp luật thuộc về cái quy định cho phù hợp với doanh nghiệp hơn. Dạ vâng. Một lần nữa rất cảm ơn bà đã tham gia chương trình với Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.